là các bạn để làm khó thì có sinh viên. Đây là giới thiệu các bạn, đây là bạn Huyền tên Thanh Trang, là chủ tịch hội chữ thập đỏ thành phố Mỹ Tho. Kế bên là hội sinh viên thành phố Mỹ Tho. Bạn kia đó là bạn hội tình hội người mù. Đây là các bạn này trong cái thanh đoàn đang vô quà. Đây là anh Phong, chủ tịch hội người khiếm thị của thành phố Mỹ Tho. Đó, để tay là quà. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 11 năm 2021. Thì đây là tại thành đoàn thành phố Mỹ Tho, hội đồng y của chúng tôi và kết hợp với hội chữ thập đỏ đang tặng quà 220 suất cho bà con nghèo vào ngày mai là 20 tây tháng 11 năm 2021 để tặng quà cho bà con mù, tật nguyền, khuyết tật, cũng là những người bị xe lắc thôi. Không giảm nhiều, khoảng 20 phần. Đó có quà rất là nhiều các bạn, gần chục phần quà luôn. Để mình tính nha các bạn, là có mì nè, mì 15 gói mì, 2 chai nước tương, 2 chai dầu ăn, rồi bột ngọt, rồi trà, rồi sữa 12 gói, một cái khẩu trang. Giờ mình để đây đó, mình lấy ra cho các bạn coi. Đây là cái này là cái khẩu trang nè các bạn. Đó, mỗi người là khẩu trang 10 gói. Ở đây có dầu ăn, 2 chai dầu ăn. 2 chai dầu ăn, 2 chai nước tương, bột ngọt, rồi trà. Trà để trị bệnh là trà cài với leo nè các bạn. Đó, trị gì bị gan. Trà cái leo. Rồi mì, rồi nước tương, đường, sữa 12 gói. Rồi bịch thuốc nữa các bạn. Thuốc rồi trong đây nó có một cây dầu. Rồi một cái viên Panamax để trị cảm sốt. Rồi 2 miếng thuốc dán. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có còn gì không? Đây là những cái phần gạo mà bữa nay là 19 tây tháng 11 2021. Thì gạo, dầu ăn, nước tương, đường, mì gói. Tới đây là chỗ thành đoàn thành phố Mỹ Tho. Thì đây là các nhà hảo tâm đang vô chuẩn bị sắp xếp quà để chuẩn bị vô cho chuyến ngày mai 220 suất. Chúng ta sẽ vô quà. Đây là thuốc dán của Hàn Quốc trị nhức mũi. Còn này là Panamax, một cuốn Panamax này các bạn. Đó, Panamax này là của Úc nè, bên Úc của Ngọc, là con của ông bà Phạm Thế gửi về. Còn đây là dầu trên đường, dầu tiên phước thì tiên đường. Chúng ta cho thêm 3 cái bình đạn can vô để chiều nay bỏ vô trong cái bao lớn. Anh Nhẫn đang làm đây. Hay quá. Quá hay luôn. Đây là gạo nè các bạn. Xin phép thưa kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tây tháng 11 năm 2021. Thì
vào thứ bảy, hôm nay là thứ bảy, thì chúng tôi xin phép được trình với các bạn là hôm nay thì trong cái mùa dịch đó thì chúng ta không thể nào mời được những người khuyết tật và những người mù. Nó bớt dịch rồi, rồi được sự tập được gần lại với nhau, nhưng mà cách nhau khoảng 2 thước và mang khẩu trang, thì sẽ tặng cho 220 suất những người bị khuyết tật, nhất là những người mù. Mà còn những trước thì trong thời dịch đó thì chúng ta có thể đi các nơi bị cách ly, ví dụ như là xã Miễu Phong, xã Đậu Thạnh, rồi xã Đậu Thạnh, rồi ở dưới Đồng Điền, các thứ, nói chung là các phường luôn, đa số là chúng ta đi. Hôm nay là lần thứ 11, thì hôm nay chúng ta được tặng cho những cái phần quà như là gạo 10kg, rồi trong cái những thực phẩm như thế này nè các bạn, rất là nhiều, có đường, có muối, rồi có sữa, cái khẩu trang, rồi dầu ăn, nước tương, mì, bột ngọt, thuốc, các thứ. Nói chung là giờ tiền mặt và một người là 100.000. Thì riêng những người mà bị sắp đi mổ và bị ung thư thì có thể cho họ 500 hoặc 1 triệu để phụ họ đi lên Sài Gòn mổ. Thì tổng số một số người ở đây thì hôm nay là một người được nhận là khoảng tổng số tiền là quà, ví dụ quy ra thành tiền là khoảng 400.000. Thì chúng ta trợ 220 người, như vậy thì khoảng 248 là 88 triệu, khoảng 88 triệu, gần 90 triệu trong cái chương trình phát quà ngày hôm nay, đã đến luôn cả tiền mặt. Rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã tài trợ trong chương trình này. Thứ nhất thì rất là nhiều bạn đóng góp, nhưng mà chúng tôi chỉ nói tiêu biểu thôi. Đó là thứ nhất là chị Mỹ Kim ở Bạn Đạo, ở Thiện Viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới, là ủng hộ 2 suất tháng 9, tháng 10 vừa qua, là mỗi một lần đó là 26 triệu, là 52 triệu tổng số là đi từ thiện dịch vào ngày hôm nay. Rồi thứ hai là Bạn Đạo tu chúng mình là Thiền Vô Vi, là còn cái thứ hai đó là chị, nhóm của chị Ngọc Sương. Chị Ngọc Sương thì chỉ xuyên suốt hỗ trợ giúp đỡ cho chương trình của mình trong mùa dịch rất là nhiều. Đó là chị Ngọc Sương, là chị cũng mới gửi là khoảng 23 triệu nữa trong cái chương trình ngày hôm nay. Và trước đó là chị cũng gửi cũng thường xuyên để ủng hộ, để mình đi làm việc thiện. Chứ còn nếu mà không có chị Ngọc Sương thì ở Hoa Kỳ, ở Houston, thành phố Houston, tiểu bang là Texas, Hoa Kỳ, thì chị, bên nhóm của chị Ngọc Sương ủng hộ chương trình làm suốt luôn, nữ là nhờ chị. Và cái phần thứ ba mà thực sự là tôi cũng không quên, đây là những người tiêu biểu thôi, tại nhiều quá tôi không nhớ hết, nhưng tiêu biểu thôi, đại diện thôi, thì chị Thanh Trúc, gạo ở Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho. Chị Thanh Trúc ủng hộ liên tục cho mình, có nghĩa là mình ví dụ mình mua 5 kg thì chị ủng hộ 5 kg, mình mua 6 kg thì ủng hộ 4 kg. Nói chung cái phần gạo này là chị ủng hộ gần như là còn như phân nửa luôn á, ủng hộ phân nửa để chúng ta mới có tiền, chúng ta mới làm việc từ thiện này. Thì tóm lại và nhiều các nhà hảo tâm đã tài trợ trong cái chương trình này, thì tôi xin phép được thay mặt các nhà hảo tâm cảm ơn các bạn đã đóng góp thành tâm trong cái việc từ thiện để cứu khổ ban vui cho những người nghèo khổ trong cái mùa dịch ở tại Việt Nam, nhất là thành phố Mỹ Tho và các tỉnh lân cận. Hôm nay có bên Long An qua nữa, ung thư. Thành thử là xin chúc các bạn luôn thân tâm an lạc, nhiều sức khỏe và tu hành tinh tấn. Xin thật cảm ơn mọi người và các bạn đã thấy mình. Rồi. Hôm nay là con tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi? Đi Việt Nam phường 2. Rồi con bị kích thị vậy lâu chưa? Từ nhỏ. Ồ, từ nhỏ sanh ra là bị luôn hả? Dạ, con sanh ra 3 tuổi. Ồ, rồi giờ con làm gì? Dạ, trước thì con làm massage, mà từ hồi dịch tới giờ thì nuôi dưỡng. Trước giờ cổ massage. Mà mỗi lần massage là được nhiêu tiền? Dạ, con làm cho chủ thì mỗi lần làm 1 tiếng hồi, giờ con cũng có 30 ngàn. Làm 1 tiếng đồng hồ massage được 30 ngàn. Mùa dịch thì làm cũng còn nghỉ bao lâu rồi? Dạ, con nghỉ từ hồi đầu tháng 5 tới giờ. Từ tháng 5, tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 tháng, 7 tháng rồi. Rồi, cảm ơn con, giữ gì chú ấy. Ôi, con quay qua đây. Ai biết?
cô chú hội viên mình chú ý mình đứng rạng ra cách sau bằng cách một cách rưỡi 2 mét thì cũng sát sát tương được. Để có hỏi tưởng gì thế cho ta nhớ chưa? Bác xong cái đi vòng ra cái gì? Đưa ra cho con, rồi đứng em. Này chậm nè. Cũng theo cái chắc rồi luôn nha thắng. Cô chú hội viên mình đứng tại cổ đây, có người dẫn. Đánh thủ đi. Chắc mình nhắm đi bật vòng ra nè. Nhớ chụp hình nha, vừa quay vừa chụp hình một máy thôi chứ chỉ là chụp hình vừa quay chứ đừng có bài chụp không nha, vừa quay không nha, nên chụp hình quay. Cô chú nào mình nhận quà mình chú ý đi tới đây kìa. Cô chú hội viên mình lùi lùi, đừng có đứng rạng rạng ở dùm con đi cô chú, đừng có đứng sát sát, chịu khó chứ đứng. Chị chơi với phim cái chị đá mà đứng ngoài đà sao mà đá mà không đứng ra mà đám Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý Thiên Phước. Hôm nay xin phép báo cáo với các bạn là chị nhóm của chị Ngọc Xuân ở Houston, thành phố Houston bên Texas, thì chị tin tưởng Phú Còn đã gửi về nhiều lần trong cái mùa dịch vừa rồi, và cũng mới đây chị đã ủng hộ 1.000 đô là khoảng 23 triệu, để giúp cho 200 suất bà con của nhóm của chị Ngọc Xuân cho những người bị khuyết tật, những người mù, những người xe lăn xe lắc. Thì hôm nay là ngày 20 tây tháng 11 năm 2021, thì chị bên nhóm chị, tôi là Cao Phú Còn, xin phép ở thành phố Mỹ Tho sẽ phát, và nãy giờ đã phát rồi 220 suất, thì cho những người nghèo khuyết tật trong cái mùa dịch mà họ không đến được, mà hôm nay đỡ là người ta đã tháo, chính phủ đã tháo cái giãn cách, những cái chốt, cho nên bà con ở đây, đến đây nhận được. Rất là cảm ơn các nhà hảo tâm bên nhóm của chị Ngọc Sương ở Houston, Texas, ở Hoa Kỳ đã tài trợ liên tục để giúp đỡ cho những hoàn cảnh vừa qua. Hôm nay là lần thứ 11 để phát quà cho bà con nghèo. Xin phép thay mặt Cao Phú Còn, xin phép thay mặt các nhà nghèo khó khăn bị cách ly cũng như là bị khuyết tật mù, rất cảm ơn chị và chúc chị cũng như tất cả các anh em ở bên Houston, Texas giống như xưa, luôn nhiều sức khỏe, an lạc và tu hành đắc đạo. Hai người này bù bản nguyên số, hôm đỡ mình coi nha, bù bản nguyên số rồi các bạn. Nghiệp nữa. Cái bát này xây qua cô. Bỏ tiền cho mình gớt nha. Số này. Dễ gì ổng. Đưa 200 ngàn chưa? Rồi. Ok. Dạ lâu lắm rồi, 5-6 năm nay bị cùm nước đó. Không thấy được không? Cùm nước không thấy được, hai mắt hư hết. Rồi giờ ông làm gì sống? Dạ, rồi con cho con phải 100 ngàn nha. Vậy hết nhờ con cái nó nuôi. Dạ. Để con để chồng để Thiền Vô Vi của chị Mỹ Kim, hội tụ tâm linh cùng tiến tới ở tại Canada, đã hai lần gửi tiền cho Phước Còn với số lượng lần tháng 9 là 26 triệu, là tháng 10 là 26 triệu, tổng số là 52 triệu, còn lẽ mấy trăm ngàn gì đó, tôi chỉ nhớ số đại khái vậy thôi. Thì rất là cảm ơn chị Mỹ Kim, cảm ơn bà đạo Vô Vi, Thiền Vô Vi của bên Canada, hội tụ tâm linh cùng tiến tới đã trợ giúp cho các những người bị cách ly trong cái mùa dịch ở tại Việt Nam 4 tháng, và hôm nay thì gửi tặng thêm cho phát quà cho 220 suất rồi mấy người mù khiếm thị không ạ. Rất là cảm ơn chị Thu Kim và các nhà hảo tâm như anh ở bên thiền viện hội tụ tâm linh cùng tiến tới và anh Vũ Thanh Sơn. Ở đây đàn ơi, cái đây là chạy vô sao vậy? Ở đây. Đây là Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa các bạn, hôm nay được sự tài trợ của cô Thôn và cái nhóm của cô Ngọc Lý, nhóm của cô Ngọc Lý ở thẩm mỹ viện cô Ngọc Lý ở thành phố Mỹ Tho và cô đây là cô Thôn và các nhóm ở trong nhóm đó, thì hôm nay là ngày 20 tây tháng 11 thì chở thêm hỗ trợ cho chúng ta 1.000 trứng gà trị giá là 22.2 triệu, trị giá là 2.2 triệu để cho các bà con khuyết tật, những người mù tại đây. Xin thành thật cảm ơn chị Thôn cũng trở lại đây cũng như các nhà hảo tâm đó là cô Ngọc Lý thẩm mỹ viện ở thành phố Mỹ Tho. Xin thành thật cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, xin hồi hướng công đức cho cô cũng như là các nhà hảo tâm. Lại đây ngồi đây đi rồi tôi đi chỗ đắng lên cùng. Gà ở nhà rồi cũng có động viên mạnh quân phụ nữa. Gà để ở nhà mà ở đâu? Nhà ở đâu? Ở xã Minh Tân An. Em ở xã Minh Tân An. Các nhà hảo tâm ủng hộ. Dạ. Là 1.000 trứng. Dạ, ủng hộ. 1.000 trứng để cho những người khuyết tật. Dạ. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ, không, rồi, rồi chị nào muốn sau này muốn liên hệ đóng góp trứng gà nữa rồi. Rồi dạ. Làm sao gặp chị? Dạ. Rồi đưa ông hai hộp cơm luôn. Đây anh hai rồi, cảm ơn chị anh hai. Đây anh hai. Cũng anh nuôi em hả? Hải đi cơm mà. Chị nói cho tôi. Ổng là trứng nha, mày trứng nha. Cái đó là trứng của trứng bể nha. Dạ dạ. Để đưa tiền chưa? Nè, đưa ông tiền. À, dạ đúng rồi. Hột gà nha. Đây là hột gà có chân bể nha các bạn. Làm nhẹ tay thôi. Một bịch. Hai hả? Đây là 1.000 trứng gà của cô Ngọc Lý. Nhóm của cô Ngọc Lý đã cho đây có cô Thơm hỗ trợ lại đây. 1.000 trứng là 2.250 triệu. Do các thành đoàn của Giáo hội Thập Đỏ phát quà. Buổi tối hay buổi chiều? Dạ dạ. Niệm Phật. Các bạn nhớ niệm Phật nha, bà con nhớ niệm Phật. Ảnh đâu? Dạ. Xã đâu? Dạ. Giờ ai chở cô lại đây? Dạ, chở anh chở. Dạ em không ơi. Dạ rồi rồi. Anh bị gì lâu chưa anh? Dạ lâu rồi. Dạ. Đó rồi, bao nhiêu số được không? Dạ còn số thiếu. Thiếu. Rồi. Để hộp gà trên đây nha. Nói người ta là hộp gà nha, để người ta không biết á.
tôi tưởng là cơm hộp gà để nó bể á, cẩn thận á. Nói với ảnh là cái đó là hột gà đó, để nó bể đó nha. Điện phật nha cô. Hột gà ra đây, hột gà cẩn thận nhẹ nhẹ tay thôi. Sáng nào tụi em lấy lương tháng rồi em phát giống vậy nè. 100 200 vậy lương tháng mình á. Anh coi giá gà mua rồi đợi anh lấy luôn đi anh. Để đây đi, để hột gà này bỏ vô cái rổ, lấy cái bỏ vô cái rổ cho cô. Lấy lương tháng mình phát cái gì á. Đây ai phát cho mình ta. Để cho nó im, để cho nó vòng vòng nó rớt bể ủ nó mấy em. Nè con không chịu sọt cái vô trong cái lỗ này nè. Trời ơi nó đâu có rớt ra, sọt vô đây. Ờ. Làm thì làm cái tới mới luôn. Đó, đó luôn rồi nó nằm trong đó luôn á. Đó là trứng nha anh hai. Trứng.
cái chân nó bể. Chạy vậy anh. Bọn ông kia nó kìa con, cứ sao đưa con á, đưa ông bệnh đi. À một phần đi, ok, rồi vậy đi. Nè, gửi ổng tiền con. Rồi, gạo.